Nắng các bạn, nắng quá. Nhưng mà em vẫn phải xếp hai con xe ở đây. Đây này, em vẫn phải xếp hai con xe ra để em review cho các bác một tí, để xem cái sự lợi hại của hai cái con Morning này nó như thế nào. Đi nó sướng không, xe nào đi sướng. Đấy. Thì em xin phép giới thiệu luôn là đây. Đây là con Morning màu xanh. Màu xanh này là nó là xe nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy. Xe nhập khẩu có nghĩa là nó sản xuất và chạy ở bên Hàn Quốc luôn. Đấy, chứ không phải là đem về Việt Nam mình lắp ráp. Thế còn con này, con màu nâu bên này là con lắp ráp ở tại Việt Nam. Đấy, tuy nhiên là lắp ráp những cái gì thì em cũng chưa rõ, nhưng mà em khẳng định luôn là chắc chắn máy là phải nhập từ Hàn Quốc rồi, đúng không? Tất cả các bộ phận về thiết bị linh kiện điện tử cũng là phải nhập từ Hàn Quốc rồi. Đấy, chứ không thể nào mà Việt Nam mình chưa sản xuất được các bác nhá. Về máy ở trong máy nó có rất nhiều các loại cảm biến, các cái linh kiện điện tử nữa. Thì về cơ bản là hai chiếc này là một chiếc màu xanh này là nhập khẩu và sản xuất năm 2011. Sản xuất năm 2011. Còn đây là chiếc màu nâu này là sản xuất năm 2015 tại Việt Nam, do Việt Nam lắp ráp. Rồi về cơ bản thì anh em mình nhìn cảm quan bên ngoài này, thì 2011 và 2015. Đấy, thì nó chỉ khác nhau một chút xíu là chẳng hạn như em thấy là con 2015 là cái đèn của nó này. Đầu tiên là cái đèn nó là cái đèn, nó có cái bi. Đây các bác nhìn nó vóng vóng rồi. Còn đèn bên này là không có. Đấy, đèn bóng halogen bình thường. Tuy nhiên ở bên trong của con này nó vẫn là bóng halogen, có nghĩa là đèn vàng các bác nhá, không phải là đèn LED. Đấy. Hay đèn xe lông cả. Và tiếp theo là đèn gầm đi. Về so với đèn gầm, đèn xi nhan thì cũng tự tựa nhau thôi. Đèn gầm thì con này là đèn halogen. Đây nhìn cái bóng ở trên này. Còn đèn con này nó cũng có cái đèn kiểu như đèn bi, nhưng mà nó là cái thấu kính thôi, chứ chưa phải là LED. Đây các bác này. Đấy. Rồi xong cái này thì nó có một cái viền màu đỏ đỏ ở đây này. Đấy. Còn về cái mặt mũi hổ thì cũng cả hai có vẻ giống nhau, như cái màu nâu này có vẻ nó lớn hơn một tí, nó to hơn một tí. Đây. Quang nhìn này thì có thể so sánh được đúng không? Xi nhan trên gương thì cả hai con đều có xi nhan trên gương. Đấy. Và vành thì vành đúc. Con này là vành nguyên bản này. Con này thì nói chung em không tìm hiểu về con này lắm, không biết là vành nó nguyên bản hay không. Rồi tiếp theo phần tiếp theo. Đây, xem mặt đít. Mặt đít thì cũng có khác nhau một tí, về ví dụ như về cái xi nhan, về cái phần đèn hậu là cũng về cơ bản giống nhau. Đây các bác nhìn cả hai cái là có vẻ cơ bản giống nhau, nhưng mà cái đèn bên đằng dưới à. Đấy, bên dưới ba đợt sốc thì có khác nhau một tí, một cái là tròn, một cái là kiểu hình thuôn thuôn quả xoài. Rồi về trang bị máy móc thì như thế nào? Thì cái con Morning về bên con sản xuất trong nước này đi, Thaco lắp ráp này các bác này, Thaco. Để em bật cái cốp nha. Để em bật cái cốp lên. Thì con Thaco là cái máy này, bác nhìn này là có 4 máy. Nghĩa là nó có 4 đường hút khí vào này. Đấy, 4 buji. 4 máy. Đó. Thế còn con nhập khẩu này. Đây nhập khẩu thì nó sẽ ghi đây 2011 này. Nhập khẩu này là máy 1.2. Nhập khẩu. Đây cái chữ này chữ Hàn Quốc này, bác nhìn này. Đấy, 2011. Đây 2011 thì con nhập khẩu nó có 3 máy. Đây. Con này nó có 3 máy. Có 3 cổ hút vào này. Đó. Còn không biết là nó khác nhau ở đâu nữa thì về cơ chi tiết cơ khí thì cái đấy mình cũng không cần tìm hiểu quá sâu. Thế còn về trang các cái trang bị điện tử nhá.
Vì cái con bản này là con bản thiếu này, chứ không phải là bản full kịch của nó. Về ví dụ như là chỉnh gương kính này, gập gương rồi là chỉnh gương đều đủ hoàn toàn bằng điện. Hoàn toàn bằng điện. Đây cái này nó có hệ thống lái, cái này thì chắc là cho đường trơn trượt hay cái gì đó đây này. Cái hình này này. Thế còn đèn là đèn tự động này, auto này, tự động sáng này. Ở đây có một túi khí này. Bên này có một túi khí nữa là hai túi khí này. Đây một túi là 3 này, đây một túi là 4 này. Đấy con nhập khẩu nó có đến riêng mã này là có 4 túi khí này. À đây nữa này. Đây nữa, 5 túi. Để em đếm bên này xem còn cái túi nào nữa không. Có 5 rồi. Bên đằng sau chưa có. Năm túi. Ồ, 6 túi các bác ạ. Đây. Bên kia. Đây. Bên kia nữa. Ồ, nhập khẩu có khác. Nó hơn này. 6 túi khí các bác ạ. 6 túi khí, đây. Thì số tự động này. Đấy, sấy ghế này các bác này. Sấy ghế nhá. Sấy ghế hai chỗ ngồi về đằng trước này. Đấy. Và điều hòa tự động này. Điều hòa này, điều hòa tự động này. Điều hòa ở đâu? Điều hòa này là điều hòa chỉnh cơ chứ không phải tự động. Con này điều hòa chỉnh cơ. Nhưng mà nó có hai sấy ghế. À, nút bấm là chưa có này, vẫn cắm chìa khóa này, nhưng mà có 6 túi khí. Mình kết cái chỗ này là 6 túi khí này. Rồi. Về cốp thì cũng như nhau các bác nhé. Wow. 6 túi khí à? Hay đấy. À, bây giờ mình sẽ xem cái con trong nước này nhá. Xem con trong nước này đi. Xem về vấn đề túi khí rồi là đèn đóm nó làm sao nhá. Đây, như nhau đúng không? Gương kính chỉnh điện, ok. Ở đây, không có cái chế độ lái ở đây. À đây, con này thì là có một túi khí này. Đèn tự động các bạn ạ, bằng nhau nhá. Một túi khí, điều hòa tự động. À con này có điều hòa tự động này. Đây con này không có xây ghế. Thì cái bản Việt Nam thường là không có xây ghế, bởi vì là Việt Nam mình không quá lạnh như Hàn Quốc mà, đúng không? Không quá lạnh. Xem mấy túi khí này. Có mỗi một túi khí này, bên kia không thấy. Cột không thấy. Ghế này không thấy luôn. À thế là khác nhau về là con kia nó có là. Đây con này xem có. À đây chìa khóa vẫn ở trong xe. Tức là chìa khóa cắm bằng chìa. Kết luận là con này chỉ có một túi khí này. Và không có sưởi ghế. Không có nút để nổ, bên kia cũng không có. Đèn tự động. Con này thì nó lại có điều hòa tự động, con kia thì không có điều hòa tự động các bác ạ. Đấy, điều hòa không có ghi chữ auto. Thế thì kết luận rằng là con này nếu mà về hệ thống an toàn thì ABS đều có như nhau. Hai phanh này là con này phanh đĩa đằng trước này. Con này cũng phanh đĩa đằng trước này. Con này tăng trống này, con này cũng tăng trống. Thế như vậy là hai con này thì về mặt túi khí con này chỉ có một, mà con này có tận 6. Wow. Con này có 6. Con này có 1 mà con này đời 2015. Con này đời 2011. Thế thì chứng tỏ là cái hệ thống an toàn của cái dòng mà Việt Nam lắp ráp này là kém hơn. Có mỗi một túi khí các bác ạ. Một túi khí. Về ABS thì giống nhau này. Ô hay nhỉ, con này. Tại sao giá nó lại vẫn đắt là như thế đấy các bác ạ? Nếu mà con bản full nhá là nó phải có cửa sổ nóc này. Và có đèn nổ tắt tốp này, bô kép này, đồng hồ số nữa. Đấy. Điều hòa tự động. Con này là điều hòa cơ. Chắc chắn là điều hòa cơ rồi. Không có chữ auto, điều hòa cơ. Nhưng mà có đến 6 túi khí, có là sưởi ghế à. Hay nhỉ. Con này quá hay này. 6 túi khí. Đấy các bác ạ. Thì 6 túi khí. Thế thì con bên này hiện tại là đời sản xuất 2015 và bên em đang bán giá là 292 triệu. Còn con này là đời 2011, giá bán là 268 triệu. Nhưng mà nó cách nhau 4 năm tuổi. Một con 2011, con là 2015. Tùy các bác chọn nhé, đều số tự động. Về đi ấy, thì em cảm nhận được rằng là
hệ thống gầm bệ của cái dòng xe nhập này nó hơn một chút chút xíu. Nếu mà chấm điểm 10, con kia là 2015. Nếu mà bây giờ đang đi ấy, thì hai con nó xem như nhau. Nhưng mà con này nó là 2011, con kia tận 2015, thì như vậy là suy ra con này nó phải hơn một nước, hơn một xíu. Còn về hệ thống an toàn không phải nói rồi đúng không? 6 túi khí và 1 túi khí là có khác nhau rồi. Rồi ok, thế thì hai con xe này tùy các bác chọn nhé. Một là màu xanh, hai màu nâu, tùy các bác chọn nhập khẩu hay là chọn trong nước thì tùy. Rồi để em quay những cái chỗ xấu của con này một tí nhá. Đây chỗ này bị móp tí này. Đấy, cái này móp tí nhưng mà tuy nhiên cái này mình chỉnh được, không vấn đề gì các bác nhé. Đây, trên gương này thì có xước một tí nữa. À, đâu nữa nhỉ? Lốp con này thì còn khá là ổn. Gương bên này thì đẹp. Đây, mấy cái chỗ này cũng bị sứt sát rồi, sơn xi lại rồi. Đẹp rồi. Còn chỗ nào nữa? À, hóa ra có cái hay đấy các bác ạ. Tại sao xe nhập nó lại thế? Tại vì cái con kia mà 2011 nhá, nếu mà bản full của nó ấy, là nó có cửa nóc này, cửa sổ trời ấy, bô kép này, và có cái gì nhỉ, để nổ tắt tốp này, điều hòa tự động này, thì nó là tầm 300 đấy các bác ạ. Xe đẹp 300 đấy, đắt hơn cả con này mà 2015 đấy. Đấy, con này thì có khách hàng đã độ cái bô kép này rồi, cái bô hai bô này, và lắp thêm cái chắn cái ba đợt sốc cánh gió đằng sau, nhìn nó đẹp hơn này, thể thao hơn này. Đấy, để xem con này nó xước sát đâu không. Con này rất là nuột các bác nhá. Về cơ bản là con này đẹp rồi, sơn xi đánh bóng đẹp hết. Đấy, con 2015 là rất là đẹp, nói chung là chưa tìm được chỗ nào chê. À đây, có chê một tí là cái chỗ dán kính này này. Đấy, nhìn nó hơi chóc chóc nhưng mà cái này là kính dán bên trong nhá, các bác không thích thì có thể dán lại không sao cả. Con này thì review hai con này mà lắp đèn led vào là cực sáng này. Nói chung mình ghét cái đời tầm này nó chưa có đèn led. Đấy, chưa máu lắm. Wow, con nhỏ này mà có võ nhỉ. Con này thế mà có tận 6 túi khí rồi các bác này. 6 túi khí. Trời ạ. Hôm trước mình mua, mình xem là vì mình kết là chỗ đấy. Cho nên là rất nhiều người vẫn là rất là mộ cái dòng này. Đấy, chỉ có dòng đời 2011 này là nó có cái dòng nhập khẩu này, tức là tiêu chuẩn nước ngoài rất là cao, về Việt Nam mình bị cắt rất là nhiều. Nếu mỗi một túi khí thì tương đương với khoảng tầm 25 đến 30 triệu khi mà bị nổ các bác ạ, bị nổ để mà chỉnh lại ấy. Thế thì nếu mà con này, con kia có 5 túi khí mà con này nó có con kia có 1 túi khí, con này có đến tận 4 túi 6 túi khí. 6 cứ cho là 20 đi, 6 2 12 là 120, con kia là mới có 1 túi. Thế có đắt rẻ nhau cả trăm à? Ôi. Đấy, nếu mà các bác nào mà chọn gọi là nhiều túi khí hơn thì nên chọn màu xanh nhá. Các bác nào mà chọn ít túi khí hơn thì đấy, chọn màu nâu. Mà đời thì lại khác nhau, một đời thì là 2015, một đời 2011. Công nhận thảo nào xe nhập nhiều bác thích là như thế. Ok. Nắng nóng quá các bác ạ. Nắng nóng quá. À đây, con 2016 này, SI này, con này bản số sàn này, cũng có 1 túi khí được các bác. Em bán rồi, khách đặt cọc, chỉ chờ ngày đến lấy thôi. Ngay con Cerato này cũng thế này, đời 2015 nhưng mà bản trong nước, xe trong nước của chiếc có 2 túi khí được các bác nhé. 2 túi khí rồi, vì xe em đi em biết mà. Đấy. Đây này, con xe của em kia, màu trắng kia, 2 túi khí thôi. Thôi, video xin phép kết thúc ở đây để em vào em chỉnh trang up lên cho các bác xem nhé. Xin phép.